Xin chào cả nhà đã quay trở lại với chuyên mục live stream của Thẩm Mỹ Viện BBOT, BB Thanh Mai. Cả nhà ơi, nếu như nhìn những cái hình ảnh này thì cả nhà cũng biết là khách hàng của chúng ta hôm nay đang làm dịch vụ gì rồi đúng không ạ? Bạn thì bị cái vấn đề đó là mình bị mụn ẩn trên da, mặc dù cái làn da cũng rất là đẹp rồi, tuy nhiên là chỉ bị vấn đề về mụn ẩn thôi. Thì tại BB đang tiến hành đó là mình lấy cái nhân mụn ra cho bạn cả nhà nhé. Đây nãy giờ chị cũng lấy được rất là nhiều rồi cho vị khách của chúng ta ngày hôm nay. Thì nãy giờ mình đã lấy xong ở vùng trán rồi ha. Thì bây giờ mình đang di chuyển sang cái vùng hai má hai bên. Đối với cái liệu trình mà mình sử dụng bao nhiêu lần thì mình sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng bị mụn của mình cả nhà nhé. Nếu mà mình vấn đề mình có tùy nữa, tùy loại mụn khác nhau này, rồi tùy cái tình trạng khác nhau thì sẽ có cái phác đồ điều trị khác nhau cả nhà ha. Và để tiện nhất thì nếu như cả nhà được thì mình sắp xếp tới BB Thanh Mai để được bác sĩ thăm khám da trực tiếp cho mình ha, để xác định được cái loại mụn của mình này và cái tình trạng mụn để có cái phác đồ điều trị phù hợp nhất nhé. Này, cả nhà mình thấy thành quả nãy giờ đây ạ, cũng khá nhiều mụn ẩn ha. Sau cái liệu trình mà mình lấy nhân mụn như này ha, thì BB Thanh Mai sẽ tiến sang cái bước đó là mình sẽ đi vít 10, tức là mình sẽ làm cho cái làn da của mình á, nó bị giảm cái tình trạng là nó hình thành cái nhân mụn này, cũng như là nó ngăn chặn cái tình trạng bị mụn trở lại và làm cho làn da của mình được chống viêm, chống sưng, cũng như là giúp cái da của mình được phục hồi sau khi mình lấy nhân mụn cả nhà nhé. Đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình hình thành mụn ở dưới da. Nếu nhìn da của chúng ta dưới kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy hàng ngàn lỗ nhỏ được gọi là lỗ chân lông. Sâu dưới lỗ chân lông là các tuyến nhờn của da. Các tuyến này liên tục bơm dầu hay còn gọi là bã nhờn vô lỗ chân lông. Các bã nhờn sẽ được bài tiết ra theo lỗ chân lông đi ra ngoài bề mặt của da. Lỗ chân lông được cấu tạo từ các tế bào gọi là keratin. Các lớp tế bào chết là keratin sẽ bong ra hàng ngày cùng với chất nhờn vận chuyển ra ngoài theo lỗ chân lông. Trong lỗ chân lông cũng có thể có rất nhiều vi khuẩn. Những vi khuẩn này cùng bã nhờn và tế bào chết đi ra ngoài theo cổ nang lông nhỏ trên bề mặt da. Thật không may khi cổ nang lông bị bít tắc, quá trình hình thành mụn sẽ bắt đầu. Kem trang điểm và mỹ phẩm có thể làm bít tắc lỗ chân lông, và đặc biệt lỗ chân lông có thể bít tắc do thói quen sờ tay lên da mặt. Khi cổ nang lông bị bít tắc, keratin, bã nhờn và vi khuẩn bị giữ lại dưới da không thể thoát ra ngoài. Nhân mụn hình thành và khiến lỗ chân lông của chúng ta to như một quả bóng nước. Các lỗ chân lông mở rộng và gây chèn ép đến các tế bào xung quanh. Khi tế bào bị tổn thương, dễ dàng bị vi khuẩn tấn công và phản ứng viêm bắt đầu. Cơ chế của chúng ta là cố gắng sửa chữa các tế bào và hình thành nên lớp keratin mới. Lớp keratin này làm cho sự sừng hóa của nang lông tăng lên và khiến cho lỗ chân lông càng bít tắc hơn. Bã nhờn và keratin ngày càng tăng lên cũng khiến cho lỗ chân lông bị nặng hơn và phản ứng viêm, gây ra phá hủy cấu trúc và gây nên mụn. Và đây là hình ảnh một nốt đỏ trên da mà chúng ta còn gọi là mụn trứng cá. Sự tổn thương cấu trúc lỗ chân lông khiến vi khuẩn và phản ứng viêm lây lan sang các vùng lân cận. Đó là lý do vì sao vùng da mụn càng bị nhân rộng. Vậy tại sao mụn trứng cá không hình thành trước tuổi dậy thì? Đó là do khi chưa đến tuổi dậy thì bã nhờn tiết ra rất ít và lỗ chân lông không bị bít tắc nên không gây ra mụn. Khi đến tuổi dậy thì nội tiết thay đổi, khiến da tiết ra rất nhiều bã nhờn, do vậy nên mụn hình thành nhanh chóng. Yếu tố di truyền khiến cho một số người có thể tiết nhờn nhiều gấp 5 hay thậm chí gấp 10 lần so với những người khác, và những người này có nguy cơ xuất hiện mụn trứng cá nhiều hơn những người khác. Đây BB cũng mời cả nhà xem một trường hợp khách hàng mình điều trị rất thành công về vấn đề mụn tại BB Thanh Mai. Em mời cả nhà cùng theo dõi nhé. Đây chính là kết quả của nguyên liệu trình làm đẹp tại BB Thanh Mai. Và chị khách của chúng ta cải thiện về vấn đề nào thì em mời cả nhà cùng coi hình ảnh trước đây của chị khách ha. Dạ em mời chị cùng xem lại luôn ha. Thế như cả nhà có thể thấy rất là rõ, trường hợp chị khách của chúng ta mình bị vấn đề đó là mình bị thâm do mụn để lại nè. Và mình có những cái mụn ẩn ở trên làn da đấy cả nhà mình ha, cũng như là mình có cái nét thâm cuồng ở phía dưới mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị khách của chúng ta một chút xíu về cái vấn đề này đối với chị khách. Thì không biết là chị ơi, mình bị vấn đề này lâu chưa? Dạ, và em mình... bị từ lúc em dậy thì, từ lúc học lớp 9 làm đã bắt đầu chỗ mụn ra rất là nhiều, rất là sợ. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ em đã đi rất nhiều spa, rất nhiều viện nhưng mà không hết.
Dạ. Yeah. Nó cứ tái phát lại hoài luôn. Dạ rồi. Vậy là không biết là tại BB Thanh Mai thì mình làm liệu trình là bao nhiêu lần? Và sau những cái lần khoảng lần thứ mấy thì mình bắt đầu cảm thấy có sự cải thiện? Dạ, em cảm thấy làm được 2 liệu trình. Yeah. Đến buổi thứ 3 là em đã cảm thấy hiệu quả từ 30 đến 50% rồi chị. Dạ, và bây giờ là gần như em thấy này, như cả nhà có thể thấy là gần như hầu hết 80-90% những vết thâm cũng như là mụn ẩn và vấn đề bị thâm quầng thì bây giờ đã gần như là hết. Chị có hài lòng không chị? Em rất là hài lòng luôn. Dạ. Không biết là tại sao mình lại lựa chọn BB chị ha? Dạ em biết được từ ở trên mạng, những livestream ở bên cái trang của mình. Dạ. Và em cảm thấy rất là thích bởi vì có những cái mặt của những người nổi tiếng, ví dụ như Việt Hương đồ này nọ kia. Cảm ơn chị rất nhiều. Cả nhà ơi, nếu như cả nhà mong muốn sở hữu được làn da hiện tại không tì vết giống như chị khách của chúng ta ngày hôm nay ha, xóa bỏ sạch vấn đề về thâm mụn, mụn ẩn cũng như là vết thâm quầng dưới da thì hãy nhanh tay đăng ký các liệu trình này tại BB Thanh Mai nhé. Hiện tại đang có ưu đãi lên tới hơn 40-50% lận. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn chị đã chia sẻ những thông tin vô cùng quý báu cho BB Thanh Mai. Cảm ơn chị. BB Thanh Mai tự hào có giám đốc y khoa là tiến sĩ bác sĩ Thai Nach Lily, là bậc thầy y khoa nổi tiếng trên toàn cầu, là diễn giả tại nhiều hội nghị lớn tầm cỡ quốc tế, chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa lớn trên thế giới và hiện tại là cố vấn cấp cao cho nhiều hãng thiết bị y tế hàng đầu trên thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Thai luôn cập nhật và giảng dạy các công nghệ mới nhất này đến các bác sĩ trên toàn thế giới và đưa ra những cái phương pháp làm đẹp tối ưu nhất cho từng trường hợp khách hàng. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai, người đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng về thẩm mỹ viện như thẩm mỹ viện tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trị hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước luôn lui đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Mong rằng BB sẽ có cơ hội được giúp quý khách nâng tầm nhan sắc. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB.